Bạn ấy hỏi về cái việc là ở Hà Đông và thậm chí ven Hà Đông, ven của quận Hà Đông đã có rất nhiều người xây và rất nhiều mô hình này mọc lên rồi. Vậy thì tương lai nếu như giả sử mà nhiều người làm và rất nhiều cái căn hộ nó mọc lên như này thì là cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào? Liệu cung nó có, ý bạn là liệu cung nó có vượt quá cầu hay không? Đúng không? Đó. À, đây là liên quan đến tầm nhìn và chiến lược đấy. Một cái câu hỏi rất hay. À, thì trả lời cho bạn là như này này. Nó cái yếu tố đấy ấy, là cũng là cái yếu tố mà mình đã nghĩ tới. Và nhưng mình khẳng định là cái sản phẩm này á, về dài hạn nó vẫn còn một cái thời gian là rất là dài. Lý do thậm chí không bao giờ nguội lạnh và dừng lại. Lý do một là các cái căn hộ dịch vụ ấy, thì ví dụ nếu bạn vào trong Sài Gòn nha, nếu bạn vào trong Sài Gòn thì bản thân cái người Sài Gòn vì diện tích của họ nó rộng hơn, diện tích nó không giống như kiểu ở mấy ông Hà Nội cứ phân lô 30 35 mét 40 mét, mà ở trong Sài Gòn sẽ thường 50 mét 60 mét 70 mét thì họ đã, bản thân họ đã xây khép kín sẵn rồi, đúng không? Đấy là dân họ ở nhá. Còn quan niệm của dân miền Bắc này, ủi ở khép kín nhiều khi nó là bất tiện lắm, nhất là bây giờ về quê xây nhà cho ông bà già ấy, bảo là xây khép kín ông bà là phản đối kịch liệt luôn, gọi là dã man tàn bạo luôn, mày làm gì thì làm đừng có xây khép kín, đúng không? Đấy là như vậy, là cái căn ví dụ như cái cách xây của Sài Gòn ấy nó đã khác của người 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 Hà Nội rồi. Nhưng mà cái xu thế ấy, là sau này nó sẽ, tất cả nó sẽ thành căn hộ khép kín, kể cả là dân ở hay là người đi ở, đúng không? Người đi thuê ở. Đấy là cái yếu tố thứ nhất, là mình sẽ nói là sau này ví dụ những căn nhà mà bên mình xây ra họ, nó không chỉ phục vụ cho cái việc mà là để cho thuê, mà có khi nó cũng sẽ phục vụ cho cả việc gọi là người ở. Ví dụ mình đang hợp tác và nói với đồng chí Đua là gì, bây giờ ông đi phân mà ông thấy căn nào lẻ lẻ tầm 38 40 mét, ông chia đôi phòng cho tôi, ông làm khép kín tôi đúng không? Đấy, ông làm khép kín để tôi là sẽ nhận luôn, mua thô của ông luôn, hay hợp tác hai anh em cùng làm. Thì sau này nó sẽ chuyển đổi như thế, là thứ nhất này. Cái vấn đề thứ hai nữa là lý do thứ hai á, là ví dụ thời sinh viên của mình cách đây 20 năm thì là mái bờ lô lên xi măng và vệ sinh ngoài vườn chuối. Và bây giờ nếu mà cái phòng mà dạng như kiểu gọi là căn nhà cấp 4 và vệ sinh theo kiểu bệt thôi á, là không có người ở đâu, đúng không? Đúng không? Là không có người ở. Như vậy là gì, cái sản phẩm của mình nó sẽ luân chuyển và nó sẽ dần ngày ngày càng cao cấp hơn. Và hôm trước là anh Lâm là người làm có hỏi cho mình một câu hỏi rất hay, đó là gì? Bây giờ bác dự đoán là cái xu thế của cái phòng apartment, phòng trọ tới đây nó sẽ phát triển như nào theo cái hướng mà về mặt nội thất công năng, đúng không? Thì câu hỏi này hay, khả năng là em phải đi nước ngoài để là xem là các cái nước phương Tây, ví dụ Mỹ, Tokyo, Nhật Bản nó phát triển cái hệ thống phòng như nào, hay đặc biệt là Trung Quốc ấy, xem nó phát triển hệ thống phòng như nào, thì sau này mình sẽ như thế. Tức là nó sẽ có sự luân chuyển và cái nhà cũ nó sẽ phải chuyển đổi sang mô hình khác, hoặc là nó cải tạo thành mô hình khác, hoặc nó biến đổi thành mô hình khác để nó ra đời những cái sản phẩm mà mới hơn. Vì là yếu tố thứ ba nữa này, nếu bây giờ là khẳng định ông bác chưa đi nước ngoài, chưa đi một nước nào, kể cả nào Campuchia chưa đi, nhưng nếu như giả sử mình nhìn về các nước phát triển ấy, thì cái việc mà hoạt động cho thuê ví dụ của Mỹ nhá, của Đức nhá, của Anh nhá, nhưng mình lại nói chuyện với rất nhiều những người mà là Việt kiều hoặc là những người định cư ở nước ngoài về mua nhà của ông Bắc, thì cái việc là mình học được của họ đó là gì, mô hình ở bên đấy là các bạn nhìn thực tế là cái sản phẩm bất động sản là cho thuê nhiều hơn,
cho thuê nhiều hơn. Hôm vừa rồi mình có tiếp xúc với khách của bạn là của Phú Xanh, nhưng mà không phải của Đô, mà là của cũng là của Dương, dẫn tới là ở bên Đức, nhập khẩu ở Đức rồi, đều định mua căn của mình. Thì họ có nói là bên đấy là những công ty bất động sản tập đoàn lớn giống như Vin của Đô ấy, họ mua rất nhiều bất động sản và họ cho thuê. Thì mình có hỏi là ô thế là các cái tài sản của cá nhân cũng có, nhưng mà họ sẽ gửi vào những công ty bất động sản, quản lý bất động sản để họ cho thuê. Và cái hoạt động cho thuê ấy nó còn nhiều hơn là cái hoạt động mua bán rất nhiều, tỷ lệ rất rất nhiều luôn. Và ở dự báo ấy, ở Việt Nam cũng như là Trung Quốc sẽ không có sở hữu bất động sản lâu dài, không có sở hữu bất động sản lâu dài nữa, mà chỉ sở hữu 50-70 năm thôi. Tương lai là dự báo là như vậy. Thế thì như vậy là nó lại có 3 lý do để cái dòng sản phẩm đó, cái dòng sản phẩm cho thuê đó nó sẽ không bị gọi là dừng lại hoặc là nguội lạnh hoặc đóng băng, mà nó sẽ phát triển theo từ hình thức này sang hình thức khác. Bạn hiểu ý mình không? Đấy, trả lời cho câu hỏi của bạn.